Anh em mà đi đèn tối thì anh em nên làm gì ạ? Đến ngay với Akala Thái Nguyên nha, để bên em nâng cấp cho các bác. Cái bộ đèn bi chuẩn theo cái căn chỉnh chuẩn theo cái mức tiêu độ ánh sáng và lắp đặt thì lắp đặt zin cho anh em. Và đây là chiếc Toyota Vios thì bên em có thay vào vị trí đèn nguyên bản của chiếc xe này. Với bi đèn nguyên bản là đi halogen projector. Thì cái ánh sáng cho ra thì rất là mờ và thứ hai là không có chế độ pha cốt. Thì sau khi thay cái bộ bi này vào thì nó sẽ có hai chế độ pha cốt cho anh em. Đấy, như bình thường anh em sẽ có hai cốt và một cốt một pha. Thì bây giờ sẽ sau khi anh em nâng cấp lên thì nó sẽ có thành hai cốt và bốn pha anh em nhá. Đây là với chế độ cốt của xe này. Và đây là chế độ pha của xe. Đấy. Bi thì sẽ có hỗ trợ cho hai chế độ pha cốt, khi mà chế độ pha anh em có thể nhìn thấy là với cái bản mới của 2024 đèn nó sẽ có những cái tâm trợ sáng rất là rõ và sắc nét. Đấy, với chế độ pha thì anh em có thể nhìn thấy rất là sáng, sáng gấp 2 đến 3 lần so với đèn nguyên bản. Còn với chế độ cốt anh em đi trong phố không gây chói mắt cho người đối diện và cái nhiệt màu ngả về nhiệt màu 5000 thì cho ra ánh sáng hơi ngả vàng và rất là bám đường cho anh em đi trải nghiệm được mọi điều kiện thời tiết. Đấy, anh em thấy không ạ? Với cái công suất bi thì bằng với cái công suất nguyên bản của đèn, nên là lắp đặt vào thì hệ thống điện đèn đều giữ nguyên và nguyên bản, không phải đấu nối, không phải cắt xích gì của xe cả. Đấy, và cái anh em đi đăng kiểm thì là vô tư nhá, với cái điều kiện ánh sáng như này. Còn đây là với cái mã là GTR Limited 3.0 và chế độ bảo hành là 3 năm cho anh em. Đấy, anh em còn không chần chừ gì mà nâng cấp ngay cho mình bộ đèn bi với đủ tiêu chuẩn ánh sáng, đi đảm bảo an toàn cho anh em. Cảm ơn anh em.